Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Thì hôm nay mình báo giá tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe mới về cửa hàng. Mình báo giá luôn để cho anh em được biết anh em nào đúng chân con nào. Thì alo trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0964656865. Anh em nào mà xem video của mình thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Đấy, bên mình còn rất nhiều xe anh em nhé. Anh em nào đúng chân con nào thì alo cho mình. Và chiếc đầu tiên là chiếc Daewoo Gencha sản xuất 2008 đang có tại cửa hàng bên em. Bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng anh em nhé. Đây, chiếc Daewoo Gencha sản xuất 2008 bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng. Con Gencha này mình đã rút hồ sơ và tên mình. Anh em đúng chân thì mua con này về sang tên thì chỉ trong vòng một lốt nha. Vâng, đây là nội thất của chiếc Daewoo Gencha sản xuất 2008. Đấy, nội thất của chiếc xe, nội thất rất sạch sẽ anh em nhé. Sơn xi thì rất sáng bóng. Đấy, phần bô lăng, quả số, phanh tay. Chiếc Gencha này máy 1.4, 100 cây nó ăn tầm độ 5 lít xăng đến 5 lít rưỡi anh em nhé. Đây là bảng tổng của kính chỉnh điện. Đây, chiếc Daewoo Gencha. Và chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2009. Con này không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Bên em đang chào bán với giá là 112 triệu đồng. Đấy, đây là chiếc Spark không taxi, không dịch vụ. Vâng, đây là nội thất của chiếc xe. Nội thất rất sạch sẽ anh em nhé. Cái Chevrolet Spark này, máy của nó 0.8 anh em nhé. 100 cây nó tầm 4 lít xăng. Đây là chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2009. Và chiếc tiếp theo là chiếc xe dây, dây GL xịn anh em nhé, đời 2000. Đây, chiếc xe dây GL đời 2000. Bên em đang chào bán với giá là 142 triệu đồng anh em nhé. Đây, chiếc xe dây, dây GL xịn sản xuất năm 2000. Bên em đang chào bán với giá là 142 triệu đồng. Vâng, đây là nội thất của chiếc xe dây. Đấy, nội thất rất sạch sẽ. Anh em nào đúng chân con nào thì alo trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0964656865. Anh em nào mà xem video của mình thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Địa chỉ của mình ở quán Toàn Hải Phòng anh em nhé. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning. Đây là hai chiếc Kia Morning bản sơ bóp xịn anh em nhé. Đây này, đời cùng đời 2010 cả. Bản sơ bóp xịn đang có tại cửa hàng bên em. Bên em đang chào bán hai chiếc này là 180 triệu đồng anh em nhé. Đấy, đây là nội thất của chiếc xe rất sạch sẽ. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện. Đấy, nội thất của chiếc xe. Con này mình đã rút hồ sơ về tên mình anh em nhé. Đây, đây là chiếc Kia Morning. Đây cũng là chiếc Kia Morning bản sơ bóp. Hai chiếc đều đời 2010 cả anh em nhé. Đồng giá là 180 triệu đồng. Vâng, đây là nội thất của chiếc xe. Đấy, anh em nào đúng chân con nào alo cho mình. Mình là Đoàn Nghị. Địa chỉ của mình ở quán Toan Hải Phòng anh em nhé. Đấy, bản sơ bóp thì nó có điều hòa auto, nó có bóng khí. Đây, điều hòa nó ghi chữ auto. Đây, bóng khí này. Đấy, bốn bánh na răng đúc. Nó là bản đủ của dòng Kia Morning Việt anh em nhé. Đấy, một đôi. Anh em xem và cảm nhận. Đấy, một chiếc biển 29A 03420. Một chiếc mình đã rút hồ sơ về tên mình.
Và chiếc tiếp theo là chiếc Matiz. Đây chiếc Matiz sản xuất 2008, Matiz SE nhập khẩu, mang biển số 38A04124. Đây chiếc Matiz SE nhập khẩu đang có tại cửa hàng bên em. Bên em đang chào bán với giá là 82 triệu đồng anh em nhé. Vâng, đây là nội thất của chiếc xe. Bô lăng. Đấy, đây là chiếc Matiz SE nhập khẩu. Đấy, nội thất rất sạch sẽ. Đây là chiếc Matiz SE nhập khẩu. Và đây là chiếc Corolla Altis. Đây chiếc Altis. Đây chiếc Altis anh em nhé, sản xuất 2002. Bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng anh em nhé. Đây chiếc Altis. Bán đủ. Vâng, đây là nội thất của chiếc xe Altis sản xuất 2002. Bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng anh em nhé. Đấy, nội thất rất sạch sẽ. Đây, nội thất của chiếc xe đây. Anh em xem và cảm nhận. Và chiếc bên kia là chiếc Lacetti sản xuất 2008, màu bạc, mang biển số 34, biển số Hải Dương, đang có tại ở cửa hàng bên em. Bên em đang chào bán với giá là 185 triệu đồng anh em nhé. Đấy, trước đấy mình đã quay riêng nó rồi. Đấy, đấy là chiếc Lacetti. Và chiếc tiếp theo là chiếc Mazda Primacy sản xuất 2003, số tự động, đang có tại cái hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em đang chào bán với giá là 198 triệu đồng anh em nhé. Đây, đây là chiếc Mazda Primacy số tự động. Đấy, sơn xi của nó còn rất đẹp. Anh em xem và cảm nhận. Đây, chiếc Mazda Primacy. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning bản Sport sản xuất 2010, màu vàng chanh. Bên em đang chào bán với giá là 176 triệu đồng anh em nhé. 4 bánh đa răng đúc. Đấy, đây là chiếc Kia Morning bản Sport. Và chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Spark. Đây là chiếc Chevrolet Spark anh em nhé, sản xuất 2008. Đây chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2008, mang biển số 88K0831, biển 4 số anh em nhé. Đấy, bên em đang chào bán với giá là 99 triệu đồng. Đấy, đây là chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2008. Bên em đang chào bán với giá là 99 triệu đồng anh em nhé. Đấy, đây là nội thất của chiếc xe. Anh em xem và cảm nhận. Đây là bảng tổng của kính chỉnh điện. Vâng, đây là nội thất của xe. Rất sạch sẽ anh em nhé. Đấy, chiếc Chevrolet Spark chưa đến 100 triệu đồng. Chỉ có 99 triệu đồng anh em ạ. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios sản xuất 2005, đang có tại cửa hàng bên em. Bên em đang chào bán với giá là 166 triệu đồng. Đây chiếc Toyota Vios máy 1.5, 100 cây ăn 6 lít xăng anh em nhé. Đấy, đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2005. Vâng, đây là nội thất của chiếc xe. Nội thất rất sạch sẽ anh em nhé. Đây anh em xem cảm nhận bô lăng và số phanh tay. Đấy, đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2005. Màu đen anh em nhé. 4 bánh đa răng đúc. Bản limo đã lân kịch.
Đấy, bên mình có rất nhiều xe. Đây là chiếc Hyundai Elantra. Elantra thì mình đã bán rồi, bán về Hà Nội rồi anh em nhé. Và chiếc tiếp theo là chiếc Livilla Lixan, sản xuất 2012. Đây, chiếc Livilla Lixan sản xuất 2012, thương hiệu Nhật Bản, máy 1.8, 4 bánh đa răng đúc. Bên em đang chào bán với giá là 288 triệu đồng anh em nhé. Vâng, đây là nội thất của xe. Anh em xem và cảm nhận. Đã được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ. Đây giờ là chiếc Livilla Lixan sản xuất 2012. Đấy, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa. Mình cam kết với anh em là chiếc xe không đâm va, không ngập nước anh em nhé. Mang biển số Hà Nội. Đấy, nội thất của chiếc xe trần lý nguyên bản theo xe anh em nhé. Đấy, đây là chiếc Livilla Lixan sản xuất 2012. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning sản xuất 2008, đăng ký 2011. Đây là chiếc Kia Morning số tự động nhập khẩu, đang có tại cửa hàng bên em. 4 bánh đa răng đúc. Bên em đang chào bán với giá là 219 triệu đồng. Vâng, đây là nội thất của chiếc xe. Ghế da màu đen. Vô lăng, quả số, phanh tay. Đấy, đây là chiếc Kia Morning số tự động nhập khẩu, sản xuất 2008, đăng ký 2011 anh em nhé. Nội thất của chiếc xe anh em xem và cảm nhận. Và chiếc tiếp theo là chiếc Corolla đời 1999 màu trắng. Bên em đang chào bán với giá là 109 triệu đồng anh em nhé. 4 bánh đa răng đúc, dàn 4 nốt của nó còn đẹp anh em nhé, gầm bệ chắc lịch, côn số ngọt ngào. Anh em nào mua chiếc xe này về tập lái quá là ok. Và chiếc tiếp theo là chiếc Lancetti sản xuất 2004. Đây, chiếc Lancetti sản xuất 2004. Bên em đang chào bán với giá là 142 triệu đồng anh em nhé. 4 bánh đa răng đúc. Đây, chiếc Lancetti sản xuất 2004. Vâng, đây là nội thất của chiếc Lancetti sản xuất 2004. Máy 1.6 anh em nhé. Trăm cây ăn tầm độ 6 lít xăng. Vâng, đây là nội thất của chiếc xe. Anh em xem và cảm nhận. Đấy, đây là chiếc Lancetti sản xuất 2004. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning. Đây, chiếc Kia Morning sản xuất 2013. Bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng anh em nhé. Đây, chiếc Kia Morning sản xuất 2013. Bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng. Vâng, đây là nội thất của chiếc xe Kia Morning sản xuất 2013. Máy 1.0 anh em nhé. Trăm cây ăn tầm 4 lít đến 4 lít rưỡi xăng. Đấy, đây là chiếc Kia Morning sản xuất 2013 anh em ạ. Gầm bệ chắc lịch, côn số ngọt ngào, màu trắng. Đấy, xe nó bên cạnh này người ta đang làm nhà nên là nó hơi bụi bẩn tí. Và chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Getz sản xuất 2008, bản đủ nhập khẩu anh em nhé. Bên em đang chào bán với giá là 172 triệu đồng anh em nhé.
Đấy, đây là chiếc Hyundai Getz sản xuất 2008. 172 triệu đồng. Vâng, đây là nội thất của chiếc xe. Ghế da được trang bị màu đỏ đen. Đấy, xe rất sạch sẽ. Đã được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ anh em nhé. Đây là phần táp lô táp ly cánh cửa. Đấy, đây là chiếc Hyundai Getz sản xuất 2008. Đấy, ghế da trang bị màu đỏ đen. Trần nỉ nguyên bản theo xe anh em nhé. Đấy, đây là chiếc Hyundai Getz sản xuất 2008 đang có tại ga bên em. Đấy, anh em xem và cảm nhận. Nhà mình có rất nhiều xe, anh em nào đúng chân con nào thì alo trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0964656865. Anh em nào mà xem video của mình thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Đây là chiếc Cang Rông. Đây, chiếc Cang Rông đang có tại cửa hàng bên em. Bên em đang chào bán với giá là 116 triệu đồng anh em nhé. Đấy, 116 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe. Nhìn rất phong cách thể thao. Đây là nội thất của chiếc xe. Đấy. Rất phong cách cách thể thao. Anh em mà mua con này về đi thì rất là nghịch ngợm, máy dầu. Đấy, anh em xem và cảm nhận. Đây chiếc Mazda này. Đây là chiếc Daihatsu Gencha này. Đây chiếc Matiz này. Còn đây là chiếc Atit này. Đây Chevrolet Spark này. Thêm một đôi Molling này. Kia là dây GL này. Còn kia là chiếc Lazetti này. Và con kia là chiếc Chờ Bắc sản xuất 2009. Bên em đang chào bán với giá là 105 triệu đồng anh em nhé. Chiếc Chờ Bắc sản xuất 2009. Đấy, bên mình có rất nhiều xe. Anh em nào mà đúng chân con nào thì alo cho mình theo số điện thoại 0964656865. Anh em nào mà xem video của mình thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất của mình đưa lên. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em những video lần sau.